Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình bứng cái lô gốc nhất này để về giao lưu cô chú anh chị ha. Thì cái lô này cái gốc vẫn rất là đẹp. Thì những cái cây này mình có thể chơi Tết và trồng lại năm sau luôn chị ha. Thì anh chị nào quan tâm thì mình sẽ để số điện thoại anh chị liên hệ ha. Thì tổng quát hết cái lô này là 30 cây. Mình bứng hôm nay là 30 cây. Hoa thì dảo Thủ Đức ghép gốc nhớt anh chị ha, trồng đất. Thì cái lô này cái củ rất là đẹp. Sữa nhiều kiểu ha. Đây một cây quái. Thì cái củ này tầm 30 mấy tới 40 những cái củ anh chị ha. Còn cái bo ghép thì này có những cây lớn, cây này khoảng 22 ngay cái mắt ghép á, mình rất là lớn à. Cây này 30 mấy hoành thân à. Cũ anh chị ha. Thì những cây này nó có ra hoa lác đác ha, nhưng mà nó còn nụ rất là nhiều. Những cây này thì người ta dâm bầu như thế này, mình bứng có thể chơi Tết được. Giờ mình cắt thung tàn sơ lại anh chị, thì mình sẽ chơi Tết được. Và mình qua Tết thì mình trồng lại ha. Anh chị nào có giao lưu thì mình sẽ vô chậu hoặc là hướng dẫn anh chị xử lý để mình chơi Tết. Xong thì qua Tết mình cũng chỉ hướng dẫn anh chị để xử lý lại mình nuôi cho nó đạt ha. Những cây này là rất là đẹp, cho nên mình nếu mình bán giao lưu anh chị thì mình cũng sẽ chỉ cách để anh chị nuôi lại ha. Đây một cái cây cái củ rất là đẹp, củ này khoảng 40 mấy hoành á, cái củ á anh chị ha, cái này củ sù. Đây một cây thấu rất là đẹp. Tàn đều ha, cao khoảng 1m2. Củ anh chị. Thì những cái lô này, cái vườn này mua sưu tầm những cái nhà vườn á, sửa rễ từ nhỏ và người ta sửa những cái rễ dài anh chị. Và cái anh chủ vườn đây mua anh cũng lựa trong cái vườn đó, ví dụ như 10.000 thì anh lựa chỉ được 1.000 cây về anh trồng. Thì nó ra cái có củ đẹp và nó quái quái hết anh chị ha. Bộ tàn thì mình đã bấm vô nè, nút nụ thì ok ha. Thì những cây này anh chị chơi Tết xong anh chị trồng xuống vẫn hiệu quả nha, vẫn đạt nha. Đẹp những cái củ nè. Vì những cái cây này người ta trồng cái mô nhỏ, mình bứng cái nó đứt rễ khoảng 30%. Thì nó còn cục đất đây mình con tàn và về mình sẽ che lưới lan lại để cho nó ổn định cái cây, là đến khi mình lặt lá nó sẽ phát triển mạnh, chứ không phải như những cây phôi Long An thì mình bứng nó bị mất sức nhiều anh chị ha. Còn đây là những cây gốc nhất ta trồng trên cái mô, để hồi quay chi tiết lại cái mô cho anh chị xem. Củ rất là lớn ha. Đây một cây cũ nè anh chị. Thì mình sẽ về trong lô này mình sẽ lựa ra 10 cây đẹp nhất trong cái nhóm này để mình quay chi tiết giao lưu anh chị ha. Hoặc là mình sẽ đem lên đường Tên Lửa quận Bình Tân để chợ Tết anh chị. Thì anh chị nào có gần đó thì tới ủng hộ mình ha. Củ bò bò rất là đẹp. Trong đây có cây này cao lớn nhất nè, cây này cao khoảng 1m1,5 á. Đây củ nè, củ bò nè anh chị ha.
cây này bứng lên trước một số cây nè. Khác đi ông ơi. Cũ ha. Đồ bé thì đẹp á. Cây từng đó thiếu gì cây. Hoa. Thì những cây trồng đất nó đủ lực kinh vậy thì nó chột đồ nó rất là mạnh đó ha. Cũ. Thì những cái cây mình bứng đứt rễ nó khoảng 3-40% ha, những cái rễ lông ở ngoài thì anh chị chơi Tết nó vẫn đạt nha. Thì mình sẽ hướng dẫn anh chị khi mà qua Tết sẽ xử lý như thế nào. Mình chơi Tết xong thì mình sẽ xử lý cái chất trồng lại, mình nuôi lại thì nó sẽ rất là mạnh ha. Và năm sau thì hoặc là những cái cây này anh chị có thể về đưa xuống bồn, trồng bồn năm sau mình chơi ha. Hoặc là mình chơi Tết xong tới mùng 7, mùng 8 vậy đó. Rồi mình xuống bồn mình trồng luôn. Thì cây rất là an toàn nha. Nguyên lâu này là nó thú bò bò hết anh chị ha. Trong đây có củ này đẹp. Cây này nhỏ mà rất là duyên. Cây này chơi nào cắt chơi năm sau ha. Đóng cái khung tàn và giót ngọn nè. Cục đế ha. Cây này tiền bên đây. Nhưng tiền đây đẹp thì cây này sau này đẹp ha. Ok, cây này mặt tiền đây anh chị ha. Gỡ bỏ một cái cành trên này ra thôi. Thì nó thoáng nha. Chơi cái cây tự nhiên thôi. Cây này đẹp ha. Có gì cái vườn này thì anh chủ vườn cũng tuyển lựa từ những cái cây trong những cái vườn người ta quấn rễ anh chị. Thì ví dụ như một cái lô là khoảng 10.000 cây thì anh chủ vườn này chỉ lựa nhiều nhất là có cỡ 2.000 cây trở lại thôi là anh mua về anh trồng, còn đa số là anh lựa từ 500 đến 1.000 cây thôi. Thì anh trồng, anh lựa từ nhà vườn để trồng hết cái khu đất này là khoảng 10.000 mét vuông, 9.000 mấy anh chị. Cho nên những cái cây này thì nó bộ đế ha, đế nào nó cũng có củ tương đối hết. Và cái hoa thì anh chị biết ha, ghép dảo thủ đức già mùa thì nó phát triển cái hoa rất là đẹp. Và những cái cây này mình bấm khoảng 20% tược để cho cái cây nó đỡ mất sức anh chị. Thì cái phơm tàn cũng còn khá là lớn nha. Thì những cái cây mình bứng trực tiếp như vậy mình chơi hoa thì mình buộc phải tỉa bớt tàn cho nó gọn lại nè. Và mình sẽ vào chậu mình nuôi từ đây tới lãi lá ha. Thì nó cũng tạm ổn định và mình sẽ tưới dưỡng một lần để cho nó ổn định thì nó sẽ ra hoa và nó sẽ phát triển tốt anh chị. Và cái đất mô của những cái cây này rất là xốp, cho nên những cái cây này anh chị thích hợp là về mình chơi Tết xong á, mình trồng lại trong cái bồn mình chơi thì mình khỏi cài cái chất trồng này, mình chỉ nhóm nhẹ thôi thì mình trồng nó rất là an toàn. Và nếu mà anh chị có thể chơi xong á mà trồng lại chậu thì mình sẽ hướng dẫn anh chị xử lý lại nha. Vì bây giờ thì mình sẽ vô trong cái chậu là vẫn còn cục đất, và chơi qua Tết thì mình sẽ cạy bớt cục đất đó mình vô lại anh chị, thì nó sẽ ổn định. Và tốt hơn hết là những anh chị nào có ý tưởng là trồng một cặp trước sân mà làm bồn được á thì những cây này anh chị trồng là rất là hợp lý ha. Hiện tại nếu bây giờ mình mua về mình trồng bồn luôn, rồi Tết mình chơi mình lãi lá là chơi Tết xong thì nó phát triển ổn định luôn anh chị. Đó là cái cách hợp lý nhất. Còn chơi trong chậu thì nó không thích hợp lắm, nhưng mà vẫn dìu dắt và nó ổn định ha. Mình sẽ hướng dẫn anh chị xử lý để cho cái cây mình chơi Tết
đẹp và qua Tết phải dưỡng lại cho nó đạt, nó sống khỏe anh chị. Thì nếu anh chị nào tìm hiểu qua cái kênh mình thì cũng hiểu được ha. Khi mà mình bán cái cây tới cho anh em chơi thì lúc nào mình cũng suy nghĩ cái cách nào đó để anh em chơi Tết xong là bảo dưỡng lại cái cây phát triển mạnh năm sau chơi. Cho nên khi mà những cái cây mình giao lưu cho anh em thì mình sẽ có trách nhiệm là hướng dẫn anh em xử lý cây mai sau chơi Tết để anh em có cái cây năm sau khỏi tốn tiền mua nữa. Đó là cái hướng và cái cách làm, cái suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng vậy anh chị ha. Mua bán thì phải có lời, nhưng mà bán cho anh chị thì phải nuôi cái cây sống khỏe sau này để anh chị chơi tiếp năm sau ha. Hiện tại thì cái lô này 30 cây thì mình kết hợp với anh bạn chia ra. Thì thường thì mình không có mua solo anh chị, cho nên cái vườn này thì bán chung một cái lô vậy, cho nên mình không có mua được. Thì mình kết hợp với ông anh thì mình chia ra, mình sẽ mua 30 cây và mình lựa 15 cây, còn 15 cây thì ông anh lấy. Cho nên cái trong 30 cây này mình lấy 15 cây thì cái giá nó cũng hơi cao. Cho nên cái lô này thì về mình sẽ giao lưu anh chị cái giá từ 6 triệu đến 7 triệu mấy một cây. Có cá biệt là 2 hoặc là 3 cây lớn thì khoảng 9 triệu anh chị. Và cái vườn này nằm cũng trong sâu anh chị. Khi mà mình bứng thì mình phải vận chuyển xuống ghe, rồi ghe đưa ra ngoài lộ rồi mới lên xe đem về được anh chị. Cho nên rất là cực ha. Nhưng mà trong một cái vùng sâu như thế này mà có một cái vườn mai nuôi rất là đạt, mình sẽ quay chia sẻ anh chị cái video tiếp theo là những cái mai rắn, quấn rắn, lò xo, bí, bính rồi anh chị. Thì sau này nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển thì nó ra cái hình dáng như thế nào thì mình sẽ quay chia sẻ anh chị ha. Rồi kết thúc một ngày làm việc thì cũng tương đối như vậy ha, còn 2 cây nữa là xong. Thì mình sẽ về xử lý lại ha, và quay cái video để giao lưu anh em ha. Thì anh em nào tìm cây gốc nhất trồng hay là cần gì thì liên hệ mình ha. Rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như ủng hộ một số cây mình bứng hôm nay ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.